Vâng, em xin chào tất cả các bác. Đây là con Lookman 309 nha. Đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Lookman L309. Đẹp keng sò beng nha, không điểm trừ nào luôn. Em báo giá luôn để tiện các bác cân đối. Con này giá là 18 triệu đã bao gồm phí ship nha. Chỉ còn đủ thì em bớt 200 ngàn, còn 17 triệu 800. Sự nổi tiếng của 309 thì các bác biết rồi. Nó nghi trên lệch chứ 309V là 9-10 thôi nha. Với mức đầu tư là trên lệch khoảng là 10 triệu thì các bác có thể, 309 là một trong những dòng mà âm ly đầu tư rất là đáng nha các bác. Đánh những dòng loa JB rất là hay, kể cả những dòng loa châu Âu luôn nha. Tiếng bass tròn trịa và trung thực, tiếng là đặc trưng của dòng Lookman. Từ model 308 đã hay rồi. 308 thì bên em vẫn có hàng cho các bác nha. Giá nó là 14 triệu nha, máy đẹp xuất sắc hết nha các bác. 308. Những dòng này chạy sò sắc nha. Đây, các bác cùng xem độ đẹp của máy nha. Đánh 200 loa, hai cầu loa AB, A cộng B. Đây, tất cả là vuông thành sắc cạnh hết nha các bác. Đẹp xuất sắc hết nha. Hiện tại là 309 em có một con nha, 308 thì có ba bốn con gì đó, hàng đẹp xuất sắc hết. Tại 308 là một trong những ông ly làm tầm tiền, 309 là hiếm hơn một tí. 308, 309 đều sử dụng bass, chơi bass 30 đô lại tuyệt vời hết nha các bác. Có thấy này, vuông thành sắc cạnh đấy nha. Rồi, em sẽ đi vào nội thất bên trong để các bác cùng xem. Vâng, đây là nội thất bên trong của con 309. Nó sử dụng là 4 con Toshiba chữ đỏ nha các bác. Đấy, đấy 4 con. Số là 679 và 1079 nha. Như những con Sansui 5000X hoặc là những dòng của Sansui. Hay là trạm loa được niêm phong với những cái mực vàng trắng đỏ đây. Tầng phô là hai tủ lục nguồn. Có tem niêm phong của những bút người rác. Đấy. Máy đẹp là cực kỳ xuất sắc nha. Ở thời kỳ đó thì họ làm thủ công, của ráp thủ công. Trên những cái ráp đều có những cái niêm phong bằng bút đó. Này ra không, cái tấm bút chì đấy. Hay là mạch ra những cái đầu vào này. Con này 4 cầu điện nha các bác, 4 cầu điện. Các bác có thể diện điện được nha. 100, hiện tại nó đang để điện 100. Các bác có thể nếu mà xài điện 220-240 thì phải yêu cầu em chuyển trước khi gửi hàng, em chuyển điện giùm cho. Hay là các bác về chuyển điện cũng được, sao cũng được hết á, dễ ồn, nó rất là đơn giản nha. Đây, con này 18 triệu nha các bác, máy đẹp xuất sắc đó nha. Bác nào lấy thì alo cho em và nhớ đăng ký kênh để theo dõi liên tục những cập những sản phẩm mới về.